Kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình Ngày mới trên sóng truyền hình BRT. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật vui vẻ, hiệu quả và thành công. Thưa quý vị, việc xây dựng cơ sở dữ liệu ngân hàng lao động xã hội là việc làm cần thiết và tất yếu trong xu thế công nghệ phát triển hiện nay. Những cơ sở dữ liệu lao động này sẽ giúp cho các cơ quan quản lý, nhà nước hoạch định chính sách lao động việc làm và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. Là tỉnh đầu tiên triển khai cơ sở dữ liệu ngân hàng lao động xã hội. Sau 2 năm vận hành, Bà Rịa Vũng Tàu đã thu được kết quả gì và sẽ tiếp tục vận hành khai thác cơ sở dữ liệu này ra sao? Gõ cửa Ngày mới sẽ thông tin đến quý vị. Bệnh trĩ là việc giãn tĩnh mạch trực tràng và là một trong những triệu chứng sinh lý phổ biến của phụ nữ khi mang thai. Để giúp thai phụ phòng tránh, điều trị chứng bệnh khó nói này, chương trình hôm nay chúng tôi có những chia sẻ hữu ích, quý vị đừng bỏ qua. Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Các chỉ tiêu Quốc hội đề ra luôn sát thực tiễn. Khối các cơ quan nội chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ký kết giao ước thi đua năm 2021. Thị xã Phú Mỹ phát hiện một cơ sở xả thải chưa qua xử lý ra môi trường. Bệnh viện Bà Rịa cứu sống một bệnh nhân bị dao đâm xuyên phổi. Những thông tin về kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 sẽ được chuyển tải đầu tiên trong vòng quay 24 giờ hôm nay. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 3, kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Suốt chặng đường gần 5 năm qua, Quốc hội đã nỗ lực đoàn kết cùng Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan, hoàn thành trọng trách được giao, tạo nên sức mạnh tổng hợp để cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng, nâng cao vị thế uy tín của quốc gia, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Trong ngày đầu tiên của kỳ họp, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày dự thảo báo cáo công tác của nhiệm kỳ, nghe Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo tổng kết công tác của Chính phủ. Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã điểm lại tình hình, bối cảnh quốc tế. Trong 5 năm qua, diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường. Tình hình trong nước bên cạnh những thời cơ thuận lợi, còn những khó khăn thách thức đang xen. Thiên tai dịch bệnh liên tiếp xảy ra, đặt ra nhiều yêu cầu mới. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã phối hợp chặt chẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng cải tiến, đổi mới và luôn hành động vì lợi ích của nhân dân, quốc gia, dân tộc. Kỳ họp này, bên cạnh những nội dung quan trọng được mang ra thảo luận và quyết nghị, hội nghị sẽ dành thời gian để nhìn nhận, đánh giá lại cả nhiệm kỳ qua. Trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, những quyết sách của Quốc hội luôn xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc, từ yêu cầu phát triển của đất nước, tạo nên những chuyển biến tích cực mạnh mẽ trong đời sống kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, Quốc hội vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, từ lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng của đất nước đến ngoại giao nghị viện, đã góp phần đưa đất nước vững bước, vượt qua khó khăn, tạo ra những chuyển biến tích cực. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 đã thành công với những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đến ngoại giao nghị viện, đã góp phần đưa đất nước ta vững bước, vượt qua mọi khó khăn, tạo ra những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đời sống kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, đóng góp to lớn vào những thành tựu vô cùng có ý nghĩa của công cuộc gần 35 năm đổi mới, làm giàu thêm truyền thống 75 năm vẻ vang của Quốc hội. Mỗi đại biểu Quốc hội có quyền tự hào về những thành tựu đó, cũng như những nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ của mình. Thành quả và niềm vinh dự lớn nhất đối với đại biểu Quốc hội chính là sự ghi nhận, sự tin tưởng, sự chia sẻ và ủng hộ, đồng hành xuyên suốt của cử tri, của nhân dân trong mọi hoạt động của Quốc hội. Trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã điểm lại những nét lớn trong cả nhiệm kỳ. Sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ quyền Chủ tịch nước. Ngày 23 tháng 10 năm 2018, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, đã tín nhiệm bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ cương vị Chủ tịch nước. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch nước tham gia chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện nhiều đề án chiến lược quan trọng. Chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, bảo đảm giữ vững chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh xây dựng ban hành quy chế tạm thời về hoạt động của Hội đồng, chương trình nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2016-2021. Hiện nay chúng tôi cũng đang chỉ đạo phải xây dựng một số những cái chiến lược có liên quan trực tiếp đến chúng ta, cực kỳ quan trọng. Không thể để bất ngờ, bị động. Trong bất cứ tình hình nào chúng ta cũng không được để bất ngờ về vấn đề quốc phòng an ninh ở tất cả các hướng. Cả phía Đông, phía Tây Nam, phía Bắc, với các nước ở xa, các nước ở gần, nước lớn, nước nhỏ. Trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, có thể khái quát thành tựu nhiệm kỳ qua trong 5 cân đối hài hòa lớn, bao gồm: thứ nhất, đó là sự hài hòa giữa mở cửa đổi mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội với việc củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng, giám sát của Quốc hội, hợp tác của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội. Thứ hai là hài hòa giữa phát triển kinh tế nhanh với đảm bảo sự tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường. Nói cách khác, đây là hài hòa giữa ổn định và đổi mới, phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng, giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa. Thứ ba là hài hòa cân đối giữa nội lực với ngoại lực, giữa khu vực kinh tế trong nước với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, giữa nội thương với ngoại thương, giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với mở cửa và hội nhập quốc tế. Thứ tư, hài hòa cân đối giữa những ưu tiên ngắn hạn với những mục tiêu dài hạn. Cùng với các mục tiêu ngắn hạn như tăng trưởng việc làm và lạm phát, thì các vấn đề dài hạn như hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững, phát triển về văn hóa xã hội. Thứ năm là hài hòa trong cân đối các nguồn lực tài chính quốc gia, cán cân ngân sách, nợ công, cán cân tài khoản vãng lai, cán cân thanh toán quốc tế, dự trữ ngoại hối, bảo đảm nguồn nhân lực và nhiều cân đối vĩ mô khác. Kết thúc báo cáo, Thủ tướng nhấn mạnh, một dân tộc mạnh phải là dân tộc đoàn kết, có ý chí quyết tâm hành động mạnh mẽ với khát vọng trở thành giàu có, thịnh vượng, bền vững, trường tồn. Một dân tộc mạnh phải là một dân tộc đoàn kết, có ý chí quyết tâm hành động mạnh mẽ với khát vọng trở thành giàu có, thịnh vượng, bền vững, trường tồn. Dân tộc ta có bề dày hàng nghìn năm văn hiến với lịch sử hào hùng, anh dũng chống ngoại xâm, là một dân tộc đã sinh ra nhiều bậc hiền nhân, danh nhân của nhân loại và kiên cường vượt qua thiên tai khắc nghiệt để trưởng thành và phát triển. Với khí thế và khát vọng đưa đất nước phát triển phồn vinh hạnh phúc, cùng với tinh thần đổi mới của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự nỗ lực chung, sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước, Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ phát huy những thành tựu và kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại, đổi mới mạnh mẽ, năng động, sáng tạo, khai thác tối đa cơ hội thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và hướng tới những mục tiêu khát vọng xây dựng quốc gia Việt Nam trở nên giàu mạnh, hùng cường vào giữa thế kỷ 21. Trong buổi chiều tiếp tục chương trình của kỳ họp, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật phòng chống ma túy sửa đổi. Trước đó, sáng cùng ngày, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu, anh hùng giải phóng dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Trong suốt nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020 vừa qua, mặc dù gặp muôn vàn khó khăn thách thức, đặc biệt là năm 2020, nhưng với sự lãnh đạo sát sao của Đảng, sự ủng hộ, giám sát của Quốc hội, sự đóng góp to lớn của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đặc biệt, nhờ có các chỉ tiêu kinh tế mà Quốc hội khóa 14 đề ra đều bám sát thực tiễn với bối cảnh trong và ngoài nước, nên Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2018 và 2019, Chính phủ đều hoàn thành vượt mức 12 trên 12 tiêu chí Quốc hội giao. Riêng năm 2020, trước tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ, Quốc hội đã có sự điều chỉnh linh hoạt các chỉ tiêu kinh tế. Kết thúc năm trong bối cảnh rất khó khăn, nhưng Chính phủ đã hoàn thành 8 trên 12 chỉ tiêu Quốc hội giao và thực hiện thành công mục tiêu kép với mức tăng trưởng đạt 2,9%, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Suốt cái nhiệm kỳ 2016-2020 này thì chúng ta thấy rằng là kinh tế của chúng ta đã liên tục tăng trưởng. Từ 2016 là 6,2 rồi lên 6,8, lên 7 của 2 năm liên tiếp, năm 2018 và 2019. Và cái điều quan trọng nữa là chúng ta đã giữ được cái kinh tế vĩ mô ổn định, khá là vững chắc. Cái điều rất quan trọng là chúng ta đã thực hiện đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ kinh tế để chúng ta không phụ thuộc vào một nền kinh tế duy nhất nào. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế bây giờ được nâng cao lên rất nhiều. Quốc hội trong nhiệm kỳ 2016-2021 đã luôn nắm bắt được thực tiễn, nguyện vọng, ý chí của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó góp phần thể chế hóa vào các văn bản của pháp luật. Dưới sự giám sát của Quốc hội, Chính phủ đã tích cực chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Chính phủ, quyết liệt thúc đẩy hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Một trong kinh nghiệm trong thời gian vừa rồi là cải cách nó không phải là một chương trình, một lượt sóng ào lên và nó ngừng lại, mà nó phải tiến hành theo từng thời kỳ và đều đặn. Và thứ hai nữa, điều quan trọng là cải cách nó phải là một cái quá trình đồng bộ. Chúng ta tập trung nhiều hơn vào cái thúc đẩy đầu tư, cả đầu tư công cũng như đầu tư tư nhân. Chúng ta tập trung nhiều hơn vào cái thị trường nội địa, và đặc biệt là cần phải tập trung nhiều hơn vào những cái kinh tế số, rồi mô hình kinh doanh mới để chúng ta vừa là tăng cái chất lượng tăng trưởng, cũng vừa là đóng góp vào cái tăng trưởng nhanh và bền vững hơn. Nhìn lại những thành tựu quan trọng về phát triển và hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ qua, mỗi người dân đều có quyền tự hào vì đó chính là kết quả của ý Đảng, lòng dân. Bên cạnh đó là sự đồng lòng quyết tâm của Chính phủ cùng cử tri cả nước trong việc tham gia thực thi, đôn đốc, giám sát thực hiện mọi chỉ tiêu mà Quốc hội đề ra. Nói một cách khác, việc đề ra các chỉ tiêu bám sát thực tiễn của Quốc hội còn góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và tiếp tục tạo nền tảng cho đất nước phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. Nối tiếp chương trình là phần thông tin trong tỉnh. Thưa quý vị, năm 2021, tổng nguồn vốn đầu tư công đối với các dự án do tỉnh quản lý hơn 7.600 tỷ đồng. Tính đến ngày 22 tháng 3, giá trị giải ngân vốn đạt 9,6%. Với nguồn vốn đầu tư công bằng ngân sách của Trung ương và nước ngoài hiện chưa được giải ngân. Một số chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn lớn có tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ chung, như Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa mới đạt 1,92%, Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ mới đạt 1,55%, Ủy ban nhân dân huyện Long Điền đạt 2,15%, Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo đạt 6,54%. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh về giao ban xây dựng cơ bản quý 1 năm 2021 theo hình thức trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố. Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lê Ngọc Khánh, ông Nguyễn Công Vinh, ông Trần Văn Tuấn và lãnh đạo các sở ngành, ban chuyên ngành của tỉnh cùng dự. Báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư tại cuộc họp với Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên nhân vốn đầu tư công giải ngân chậm là do bồi thường giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, chính sách về giá bồi thường tái định cư chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân gây khiếu kiện kéo dài. Hầu hết các dự án khởi công mới và thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng trong 3 tháng đầu năm vẫn đang triển khai thủ tục nên chưa giải ngân được. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành phối hợp với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ triển khai dự án. Sở Kế hoạch Đầu tư rà soát tổng hợp lại những hạn chế của các chủ đầu tư đối với từng dự án. Trên cơ sở đó, tỉnh có hướng xử lý phù hợp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các lãnh đạo trong Thường trực Tỉnh ủy đã được phân công theo dõi địa bàn, bám sát, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để đảm bảo dự án hoàn thành theo kế hoạch. Khối các cơ quan nội chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2021. Khối gồm 8 đơn vị, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Trại giam Xuyên Mộc thuộc Cục C10 Bộ Công an và Hải đoàn 18 thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Năm 2020, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng được các đơn vị trong khối nội chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai đã tạo sức lan tỏa và đi vào chiều sâu. Nội dung thi đua bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan đơn vị. Đặc biệt, các phong trào lực lượng vũ trang dùng sức xây dựng nông thôn mới của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh, phong trào vì an ninh tổ quốc của Công an tỉnh, phong trào trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng vì công lý của Tòa án Nhân dân tỉnh đã góp phần đáng kể vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2021, các đơn vị trong khối các cơ quan nội chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch được giao, phối hợp nắm tình hình, tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tôn giáo, dân tộc, an ninh trật tự, các vụ việc khiếu kiện đông người, không để xảy ra điểm nóng, thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực phụ trách. Đoàn kiểm tra Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng ngành chức năng thị xã Phú Mỹ và Ủy ban nhân dân xã Tân Hải tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn Nghê Huỳnh hoạt động tại thôn Cát Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ và khu vực xung quanh công ty. Việc kiểm tra này được thực hiện sau khi các cơ quan chức năng nhận tin báo có nước màu đen chảy từ khu vực công ty Nghê Huỳnh ra đầm nước trước cống số 6. Đoàn kiểm tra môi trường của tỉnh và thị xã Phú Mỹ đã phát hiện khu vực trước công ty trách nhiệm hữu hạn Nghê Huỳnh có cống thoát nước mưa chảy ra mương đất đến đầm nước cống số 6 xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận nước cống màu đen nên yêu cầu công ty lấp ngay mương, không cho nước chảy ra đầm nước trước cống số 6. Theo đại diện công ty Nghê Huỳnh, hệ thống thoát nước do công ty lắp đặt dùng để thoát nước mưa và nước sinh hoạt của công nhân công ty. Kiểm tra bên trong công ty Nghê Huỳnh, đoàn cũng ghi nhận công ty đang tập kết 30 tấn nguyên liệu để sản xuất bột cá. Nước tự hoạt động vệ sinh tay chân, nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại chảy thẳng vào hệ thống thoát nước mưa của công ty. Đoàn kiểm tra môi trường của tỉnh và thị xã Phú Mỹ tiến hành lấy mẫu nước để xét nghiệm, đồng thời yêu cầu công ty khẩn trương thu gom toàn bộ lượng nước tại các hố ga và nước tồn đọng tại mương nước để xử lý, hoàn thành trong ngày 25 tháng 3. Đến hết tháng 3 năm 2021, công ty phải hoàn thành cải tạo hệ thống thu gom nước sinh hoạt, nước vệ sinh của công nhân để đưa về hệ thống xử lý nước thải của công ty. Đoàn yêu cầu công ty tách biệt riêng hệ thống thu gom nước thải và hệ thống thoát nước mưa, tuyệt đối không để lẫn nước thải vào hệ thống thoát nước mưa, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động. Bệnh viện Bà Rịa đã cứu sống một trường hợp bị dao đâm vào ngực phải xuyên thấu phổi. Bệnh nhân là nam sinh năm 1970 ngụ tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc đến phòng cấp cứu Bệnh viện Bà Rịa trong tình trạng vết thương nguy kịch. Bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Bà Rịa trong tình trạng một lưỡi dao dài 11 cm đâm vào lồng ngực. Ngay lập tức, các bác sĩ tổ chức hội chẩn và mổ khẩn cấp cho bệnh nhân. Các phẫu thuật kéo dài khoảng 50 phút. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Bà Rịa cho biết, vết thương thủng phổi là thương tổn rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mạch máu, phổi. Do đó, ca phẫu thuật vết thương phổi rất phức tạp, đòi hỏi ekip phẫu thuật gây mê hồi sức phải có trình độ chuyên môn cao. Để tiến hành phẫu thuật, ekip phẫu thuật phải chuẩn bị rất khẩn trương. Trong quá trình phẫu thuật, khi rút dao ra khỏi lồng ngực, các bác sĩ phải thao tác nhanh. May mắn, vết đâm chỉ tổn thương thùy trên của phổi. Sau 4 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt và có thể xuất viện trong vài ngày tới. Chương trình Ngày mới sáng nay tiếp nối với dòng thông tin thời sự trong nước được đăng tải trên các báo. Thưa quý vị, ngoài thông tin về kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14, bầu các chức danh chủ chốt của nhà nước và Quốc hội mà chúng tôi đã cập nhật trong vòng quay 24 giờ, thì báo chí trong nước còn đăng tải nhiều thông tin đáng chú ý khác. Cập nhật trên báo Sài Gòn Giải phóng, chúng tôi ghi nhận thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Theo đó, quy chế thi năm nay chỉ có một số thay đổi về kỹ thuật, còn về cơ bản sẽ giữ ổn định, không gây xáo trộn đến quá trình dạy học của giáo viên và học sinh. Báo Sài Gòn Giải phóng đưa tin, để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm học này, thí sinh giáo dục trung học phổ thông phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh hệ giáo dục thường xuyên dự thi 3 bài thi gồm 2 bài thi độc lập là toán ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 7 tới. Thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 10 tháng 5. Báo Vietnamnet tiếp tục đưa tin về thương vụ mua bán lan đột biến với giá 250 tỷ đồng tại tỉnh Quảng Ninh. Trao đổi với phóng viên báo Vietnamnet, anh Bùi Hữu Thanh, chủ vườn lan va đất mỏ cho biết, từ ngày 15 tháng 3 sau khi anh bán giống cây lan Ngọc Sơn Cước với giá là 250 tỷ, thì trên mạng xã hội dồn dập thông tin đây là chiêu trò thổi giá và đánh bóng tên tuổi. Trước luồng thông tin này, anh Thanh bày tỏ sự rất bức xúc và khẳng định vụ mua bán lan trăm tỷ là có thật, tuy nhiên không giao dịch tiền mặt và không phải bán một cây, và việc mua bán này có hợp đồng. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Vietnamnet, trong hợp đồng của anh Bùi Hữu Thanh với đối tác, để nhận được 250 tỷ đồng, phía vườn lan của anh phải cung cấp 5.000 con giống cây lan đột biến Ngọc Sơn Cước đã được trồng thành cây trong vòng một năm. Anh Thanh cho biết, sở dĩ giá trị lan đột biến Ngọc Sơn Cước cao như vậy là hoa nở đẹp, có mùi thơm khác biệt so với các loại hoa khác. Nếu bên phía Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh yêu cầu nộp thuế, thì anh sẵn sàng nộp đầy đủ. Các nhà khoa học tại vườn quốc gia Hoàng Liên, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai mới đây đã phát hiện đông trùng hạ thảo bò xít, một loại dược liệu tự nhiên quý hiếm không thua kém đông trùng hạ thảo Tây Tạng Trung Quốc. Và theo thông tin trên báo Thanh Niên, đông trùng hạ thảo bò xít được tìm thấy trong những cánh rừng nguyên sinh ở độ cao 2.000 m so với mực nước biển. Báo Thanh Niên đưa tin sau khi phát hiện đông trùng hạ thảo bò xít, các nhà khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu để tìm cách nhân rộng mẫu giống này để đưa vào sản xuất. Trước đó, đông trùng hạ thảo bò xít cũng được phát hiện tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Vườn quốc gia Hoàng Liên là khu vực thứ hai phát hiện loại thảo dược này. Thưa quý vị, liên quan đến chấn thương của tuyển thủ quốc gia Đỗ Hùng Dũng, sau pha vào bóng không thể chấp nhận được từ Ngô Hoàng Thịnh của câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, báo Tuổi Trẻ đưa tin đến trưa qua 24 tháng 3, cầu thủ Hùng Dũng đã được phẫu thuật thành công tại bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Với chấn thương này, Hùng Dũng phải nghỉ 5 tháng để hồi phục hoàn toàn. Bước sang tháng thứ 6, Hùng Dũng mới có thể thi đấu trở lại bình thường. Trong khi đó, theo kế hoạch cuối tháng 5 này, đội tuyển quốc gia sẽ tập trung để chuẩn bị cho 3 trận đấu cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE. Sự thiếu vắng Hùng Dũng sẽ là tổn thất rất lớn đối với đội tuyển Việt Nam. Trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ, ông Lê Khánh Hải, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, ông đã chỉ đạo các bộ phận chức năng ở VFF phải xử lý nghiêm khắc đúng quy định tình huống liên quan đến chấn thương gãy chân của Hùng Dũng. Đồng thời, VFF sẽ ra văn bản gửi Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp nâng cao ý thức tổ chức thi đấu bóng đá. Liên quan đến vụ việc này, chiều qua Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định phạt Ngô Hoàng Thịnh 40 triệu đồng, đình chỉ thi đấu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, đồng thời yêu cầu Hoàng Thịnh phải chịu các chi phí hợp lý cho việc chữa trị chấn thương cho Hùng Dũng do hành vi của mình gây ra. Thưa quý vị, bắt đầu từ năm 2016, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiên phong trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu, ngân hàng lao động xã hội. Nhiệm vụ này được tỉnh giao cho ngành lao động thương binh và xã hội, mà trực tiếp là Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mục tiêu khi triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu, ngân hàng lao động xã hội là nhằm tăng cường công tác kết nối, ổn định và thúc đẩy thị trường lao động trên địa bàn tỉnh một cách đồng bộ và hiệu quả. Mặt khác, những cơ sở dữ liệu lao động này sẽ giúp cho các cơ quan quản lý hoạch định đúng đắn, chính xác, phù hợp hơn các chính sách liên quan đến lĩnh vực lao động việc làm và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đến cuối năm 2019, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã hoàn thành cơ bản việc xây dựng cơ sở dữ liệu ngân hàng lao động. Vậy sau 2 năm vận hành cơ sở dữ liệu này, mục tiêu đề ra khi triển khai ngân hàng lao động xã hội đạt được ra sao và định hướng trong thời gian tới thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung phỏng vấn của phóng viên thời sự với ông Phạm Quang Việt, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh. Mời quý vị theo dõi. Thưa ông, thì mục tiêu mà xây dựng cái cơ sở dữ liệu ngân hàng lao động đặt ra thì đến nay trung tâm mình đã đạt được kết quả như thế nào rồi thưa ông? Qua 2 năm vận hành từ năm 2019 bắt đầu tháng 9 thì đã cho một cái kết quả đáng rất là khả quan. Có nghĩa là tổng số cái người mà truy cập vào cái ngân hàng dữ liệu là khoảng trên 2 triệu lượt người. Và số người đăng ký thành viên, trong đó bao gồm cái doanh nghiệp và cái người lao động là 1.167 thành viên. Trong đó có 350 thành viên là doanh nghiệp và 817 là cái người lao động. Và với cái 350 cái thành viên là doanh nghiệp đó, thì với cái vị trí việc làm trống mà được đưa lên cái ngân hàng gốc là khoảng trên 13.000 và với cái 817 cái người lao động là đã đưa hồ sơ lên cái ngân hàng lao động rộng để tìm kiếm việc làm. Thế thì chúng tôi đánh giá rằng là cái kết quả đó nó thể hiện được cái bước đầu tương đối là tốt để triển khai cái ngân hàng lao động rộng. Và ngoài ra thì cái ngân hàng lao động chúng tôi còn tích hợp là cái dữ liệu, các cái tin bài, các cái tình hình hoạt động của trung tâm trên cái ngân hàng lao động xã hội. Mặt khác là cái dữ liệu, cái cung cầu lao động trên địa bàn toàn tỉnh bắt đầu từ năm 2006 đến năm 2020 đã được tích hợp và đưa lên. Và song song bên cạnh đó thì với trên 38.000 lượt cái lao động thất nghiệp cũng được tích hợp và đưa lên trên ngân hàng lao động đó. Thì đây phải nói là một cái cơ sở dữ liệu rất là tốt để cho các, thứ nhất là các cái đơn vị, đặc biệt là các cái cơ quan nhà nước trong việc phân tích, dự báo cũng như là hoạch định các chính sách của từng các địa phương về cái lĩnh vực lao động việc làm và các việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại mỗi địa phương. Vậy thì những cái khó khăn nào tác động đến việc mà xây dựng cũng như vận hành và thu hút người lao động tham gia ngân hàng lao động thưa ông? Quá trình là xây dựng cái phần mềm này thì nó cũng có rất nhiều cái khó khăn. Cái thứ nhất là đây là một lĩnh vực mới tinh, có nghĩa là nó là một cái mới mẻ nhất trong tất cả 63 tỉnh thành, chưa có tỉnh thành nào có thể xây dựng cái hệ thống ngân hàng lao động xã hội cả. Và đây cũng là cái tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là đầu tiên là cái tỉnh xây dựng. Tuy nhiên là trong quá trình về cái việc thuê tư vấn rồi đánh giá rồi cái năng lực thì nó là một lĩnh vực mới nên nó còn rất nhiều cái bỡ ngỡ. Cho đến tại điểm này thì nó lại cũng còn một số cái khiếm khuyết. Ví dụ như một số cái nội dung về yêu cầu và các cái module để cho các cái doanh nghiệp, các cái người lao động có thể sử dụng một cách triệt để cái tính năng của nó thì hiện nay vẫn còn phải nói là cũng đang ở mức độ khiêm tốn, có nghĩa là cũng còn có những cái khuyết đối với ngân hàng lao động. Thì tôi kỳ vọng rằng là cái ngân hàng lao động nó sẽ phát huy tác dụng. Tuy nhiên để thực hiện phục vụ người lao động cũng như doanh nghiệp cũng như tất cả các cơ quan là quản lý nhà nước được tốt hơn thì cần phải có những cái điều chỉnh, cái nâng cấp. Vậy thì những cái giải pháp nào mà trung tâm sẽ triển khai trong cái thời gian tới để khắc phục những khó khăn vừa rồi thưa ông? Thì một trong những cái giải pháp đầu tiên là nâng cao cái khả năng quản trị cái ngân hàng lao động xã này. Từ cái nâng cao quản trị đó thì kết hợp với những một số cái giải pháp như tăng cường cái tuyên truyền quảng bá về cái cơ sở dữ liệu ngân hàng lao động này để triển khai và nâng cao cái hiệu quả khai thác cái ngân hàng lao động cơ sở dữ liệu này, nâng cao cái tính kết nối giữa cái phần mềm ngân hàng lao động xã hội với các cái phần mềm khác thuộc chức năng nhiệm của trung tâm, ví dụ ngân hàng là phần mềm quản lý cái dữ liệu của người lao động tại các doanh nghiệp, có nghĩa là đăng ký người lao động sẽ là người sử dụng lao động khai báo hàng năm sẽ được tích hợp vào một cái phần mềm và kết nối với cái ngân hàng lao động rồi. Cái thứ hai là cái sàn giao dịch việc làm trực tuyến. Đây là một cái rất là quan trọng để trong theo xu thế chung hiện nay và cái xu thế công nghệ 4.0 là một, và hai nó là hạn chế tới mức thấp nhất trong xu thế dịch bệnh hiện nay. Vâng, cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn ạ. Thưa quý vị, việc xây dựng cơ sở dữ liệu ngân hàng lao động là việc làm cần thiết và tất yếu trong xu thế hiện nay khi công nghệ ngày càng phát triển và doanh nghiệp, người lao động đều mong muốn có được những kết nối nhanh chóng, thuận tiện nhưng hiệu quả phải cao. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu mới chỉ là bước đầu, còn việc vận hành ngân hàng lao động này làm sao hiệu quả để thu hút doanh nghiệp và người lao động tham gia tương tác mới là điều quan trọng. Và để làm được điều này thì đòi hỏi ngành lao động thương binh và xã hội mà trực tiếp là trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh phải tăng cường thông tin, tuyên truyền để doanh nghiệp và người lao động biết đến ngân hàng lao động xã hội này. Đồng thời phải liên tục cải tiến nội dung, cách vận hành, tích hợp thêm nhiều tiện ích mới cho ngân hàng lao động xã hội. Đặc biệt là phải cập nhật thông tin nhanh, chính xác nhất về dữ liệu cung cầu lao động. Qua đó tạo niềm tin cho doanh nghiệp và người lao động khi có nhu cầu tìm việc làm cũng như tuyển dụng lao động. Thưa quý vị, bệnh trĩ là thuật ngữ chỉ việc giãn tĩnh mạch trực tràng hậu môn và là một trong những triệu chứng sinh lý phổ biến khi mang thai. Thường thì có khoảng 20 đến 50% phụ nữ mang thai bị loại bệnh này, chủ yếu rơi vào khoảng 3 tháng cuối thai kỳ. Dù không tạo ra biến chứng nhưng đây quả là những trải nghiệm khó chịu, một chứng bệnh khó nói đối với những mẹ bầu. Nhưng các mẹ bầu hoàn toàn có thể chấm dứt nỗi lo khó nói này nếu biết cách phòng ngừa và điều trị. Hãy cùng theo dõi phóng sự sau thưa quý vị. Theo bác sĩ sản nhi, Khi thai nhi lớn dần, tử cung cũng lớn theo và đè vào xương chậu, tạo ra áp lực lên tĩnh mạch gần hậu môn và trực tràng, khiến các tĩnh mạch này có thể bị sưng to và gây đau đớn. Sự gia tăng hormone progesterone trong khi mang thai cũng góp phần vào sự phát triển của bệnh trĩ, vì nó làm giãn các tĩnh mạch của thai phụ, làm cho chúng dễ bị sưng hơn. Bên cạnh đó, sự gia tăng thể tích máu làm giãn tĩnh mạch có thể gây ra bệnh trĩ cho thai phụ. Cũng theo các bác sĩ, có 3 nguyên nhân phổ biến gây ra trĩ đối với phụ nữ mang thai, gồm rặn nhiều khi đi ngoài, căng tức do tăng cân khi mang thai, ngồi hoặc đứng trong một thời gian dài. Và bệnh trĩ phổ biến nhất ở phụ nữ mang thai, bị táo bón. Nguyên nhân thứ nhất là mang thai gây ra chứng táo bón do nội tiết tăng, nhu động ruột nó giảm. Nguyên nhân thứ hai là có thể người ta uống thuốc sắt để phòng thiếu máu. Và nguyên nhân thứ ba là ít vận động gây táo bón, và táo bón nếu kéo dài thì là có thể sẽ bị bệnh trĩ. Tuy bệnh trĩ không gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho mẹ và thai nhi, nhưng ít nhiều gây đau, ngứa hoặc chảy máu, đặc biệt là trong hoặc sau khi đi đại tiện. Theo bác sĩ phụ trách khoa phụ sản Bệnh viện Vũng Tàu, tránh táo bón là chìa khóa để ngăn ngừa bệnh trĩ trong thai kỳ. Và để tránh táo bón thì thai phụ phải ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ, bao gồm các loại trái cây như lê, bơ và quả mọng, các loại rau như bông cải xanh, artiso, ngũ cốc nguyên hạt như bột yến mạch, gạo lứt và thậm chí là cả bỏng ngô. Thai phụ cũng nên ăn thêm các loại đậu lăng, đậu xanh, các loại hạt và uống nhiều nước. Nhịn đi ngoài có thể gây táo bón, nên cần tránh điều này và cố gắng không ngồi hoặc đứng trong một thời gian dài. Các bác sĩ khuyến cáo thai phụ không nên sử dụng thuốc nhuận tràng điều trị táo bón trong khi mang thai, vì chúng có thể gây mất nước và có thể kích thích các cơn co thắt tử cung. Vấn đề thứ nhất đó là mình làm sao để mình cung cấp đủ nước, cung cấp chất xơ nằm trong rau củ quả. Khuyên phụ nữ nên vận động phù hợp, tất nhiên là cũng phải là vận động quá nhiều mà vận động phù hợp, dinh dưỡng hợp lý. Dù không gây quá nhiều nguy hại đến sức khỏe của mẹ và bé, nhưng trĩ sẽ mang đến những cảm giác khó chịu, không mong muốn. Vì thế, để hạn chế hoặc không rơi vào hoàn cảnh này, thai phụ cần có chế độ dinh dưỡng, vận động phù hợp và không nên quá lo lắng nếu chẳng may bị bệnh trĩ, vì nó thường tự biến mất sau khi sinh. Nếu chẳng may bị bệnh trĩ, thai phụ có thể giảm đau và khó chịu bằng cách ngâm vùng trực tràng trong nước ấm nhiều lần trong ngày, thường xuyên chườm túi nước đá hoặc gạt lạnh vào khu vực này để giảm sưng và giúp giảm đau, đồng thời thay giấy vệ sinh khô bằng khăn ẩm, giấy ướt, hộp vệ sinh. Nhưng trước khi các thai phụ sử dụng bất kỳ sản phẩm nào thì hãy hỏi ý kiến của bác sĩ, nhất là các loại kem bôi hoặc là giấy ướt. Hy vọng là những thông tin vừa rồi chúng tôi cung cấp sẽ hữu ích đối với các thai phụ. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 25 tháng 3, hiện các tỉnh khu vực Nam Bộ đang có nắng nóng với mức nhiệt từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. So với các tỉnh, thành phố trong khu vực Nam Bộ thì Bà Rịa Vũng Tàu có nền nhiệt thấp hơn. Mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động từ 31 đến 33 độ, có nơi chạm ngưỡng nắng nóng 34 độ. Tuy nhiên, thời gian duy trì cường độ nắng mạnh vào thời điểm trưa chiều từ 11 đến 14 giờ. Sau khoảng 16 giờ, nền nhiệt sẽ giảm dần và nhiệt độ thấp nhất duy trì về đêm từ 25 đến 27 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng, đêm nay trời không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 76 đến 81%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng, đêm nay trời không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 77 đến 82%. Bộ phận không khí lạnh suy yếu nên thời tiết vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo chuyển tốt dần, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển, gió đông bắc đến đông giảm xuống còn cấp 5, biển động, có lúc động nhẹ. Tại Vũng Tàu, ngày 25 tháng 3 năm 2021, mực nước cao nhất 380cm xuất hiện lúc 14 giờ 45 phút, thấp nhất 150cm xuất hiện lúc 4 giờ 45 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình ngày mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chuyển đến quý vị cũng là những điều quý vị quan tâm. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Một lần nữa, chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả, thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.